Chào mừng các bạn đến với kênh VN Đất Nước Con Người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá Bà Nà Hill, một trong những điểm tham quan du lịch rất nổi tiếng tại thành phố Đà Nẵng. Chúng ta sẽ khám phá Bà Nà Hill khi sắc trời vào xuân. Trên Bà Nà chúng ta sẽ cảm nhận được ở độ cao 1487m của Bà Nà và không khí nó như thế nào. Thì bây giờ đây chúng ta sẽ cùng Alex Nguyễn từng bước khám phá Bà Nà Hill. Xin mời. Ai đi trước được hình nha. Đẹp trai tất cả ơi. Đó, tạo hình tạo kiểu luôn, quay luôn. Dạ biết rồi. Rồi nha. Ok. Mới vừa đi Trà Lăng về đây, cái đoạn này đi lên cho gần 200 triệu gì đó, chỗ mà sạt lở Nam Trà My á. Dĩ sợ lắm ơi, nó bỏ ra 50 ngàn tỷ thì nghe nói cái con số là chuyện ngợp rồi. Đến sắp thành rồi. Cho anh làm thủ tục qua vé luôn. Thank you.
trước được quay nha. Nha.
cây gì ăn nữa. Đứng trước hầm rượu chụp đẹp hơn chị ơi, chị đẹp ơi. Đó, đứng trước và tranh thủ nha. Mỗi người sẽ có một tấm và hình ảnh sẽ để lại, sau đó đưa vào viện bảo tàng du lịch. Tường sát chị phải lên làm pháp chị. Ở dưới này không có, ở đây làm pháp kìa.
chuông, một biểu tượng của Bà Nà đây. Video này hay, hãy cho video này một like và chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký kênh để xem các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.